Đây, bố đang cho màu hồng. Màu hồng làm nhân vật chính. Đây là bạn thỏ đội cái mũ màu hồng. Chào mừng các bạn đến với kênh Bé Bún Tô Màu. Hi, Bún Bắp xin chào các bạn. Đấy, chào các bạn đi con. Vâng, hôm nay hai bố con Bún Bắp sẽ chơi trò chơi tô màu kim tuyến các bạn nhé. Đây là bức tranh nhé. Các bạn ơi, đây là bức tranh bạn thỏ đấy, có hai cái tay nhá và có cặp tóc bông hoa, ở đằng sau có ngôi nhà, có ống khói. Bây giờ hai bố con sẽ tô màu nhưng mà không phải màu như mọi khi đâu, đây là màu bằng kim tuyến đây các bạn. Ở trong đây là những hạt kim tuyến nhá. Và người ta đã cho keo hồ ở đây sẵn rồi đúng không anh? Chúng mình chỉ việc bóp ra thôi, sau đó màu của chúng mình sẽ thành kim tuyến và óng ánh đấy các bạn. Có rất là nhiều màu. Và bây giờ hai bố con cùng tô để các bạn xem bức tranh kim tuyến có đẹp không nhá. Thế cho cái mái màu đỏ này. Đúng rồi, chúng mình tô mái nhà màu đỏ. Để bố như thế này. Đấy, chúng mình bóp thế, sau đó người ta còn cho mình cái bút nhỏ nhỏ đây để chúng mình kêu ra đây. Đấy, đúng rồi, như vậy. Con cho bông hoa đi, bông hoa màu đỏ cũng được. Đây cho bông hoa màu đỏ này. Để bố làm này. Hai bố con cùng làm. Bạn Bắp thì đang bóp những cái màu keo và bông hoa. Đúng rồi, con bóp nhiều vào cũng được. Có khi chúng mình phải cho màu ở dưới thôi, là chúng mình cho kim tuyến vào sẽ đẹp hơn đấy nhỉ? Không thì màu kim tuyến có vẻ hơi bị nhạt. Màu kim tuyến nhạt quá. Bây giờ chúng mình cho màu khó. Em Bắp này. Uầy, đây là bông hoa 3D của em Bắp đây các bạn. Bông hoa rất cao. Không sao, có ít màu đấy, em Bắp bóp hết đi. Bóp đi em Bắp đi. Có vẻ không hợp anh. Không đẹp. Không đẹp rồi. Có khi mình phải tô màu trước, sau đó chúng mình mới cho kim tuyến. Nhưng mà đây ở trong bộ đồ chơi của người ta lại không cho màu, mà người ta chỉ cho kim tuyến thôi. Chính vì thế mà bây giờ chúng mình thử làm xem có đẹp không để các bạn xem nhá. Và các bạn biết để các bạn làm. Cái ra là chúng mình phải tô màu xong rồi cho kim tuyến lên sẽ rất đẹp. Đây, kiểu làm bông hoa của em Bắp đây các bạn. Bông hoa đúng là kiểu dạng 3D. Đây là bóp kim tuyến vào. Đây, bố đang cho màu hồng. Màu hồng làm nhân vật chính. Đây là bạn thỏ đội cái mũ màu hồng. À, đây là con muỗi hay con ong này hay con ruồi đây. Con gì đấy nhỉ? Đây, bạn Bắp đang cho màu xanh ra trời vào đấy các bạn. Con bướm. À, con bướm à? Cũng được con. Đấy, con bóp đi. Con bướm đây à? Đúng rồi. Đúng. Con trang trí ở dưới cũng được, để bố làm xong bạn thỏ đã. Đấy, các bạn cùng xem. Sau đó rồi con làm tiếp nhé. Không biết màu hồng có đủ không đây? Bởi vì cái mảng mũ của bạn thỏ rất to. Lần sau chúng mình sẽ tô màu trước rồi chúng mình cho kim tuyến lên sau. Các bạn nhá, ai mà được bố mẹ mua cho bức tranh giống bạn Bắp và bố đang làm thì các bạn hãy nhớ chúng mình sẽ lấy sáp màu, hoặc là màu chúng mình tô trước sau đó chúng mình mới cho nhũ vào thì màu của chúng mình mới đẹp, mới thắm. Chứ còn cho nguyên màu như của hai bố con đang làm thì màu rất nhạt nhá. Màu gì đó này? Màu đỏ. Đấy là màu đỏ đấy con. Vâng, đó là màu đỏ. Xong chưa con? Đâu, hai bố con giơ để các bạn xem có được không? Ở trong màu kim tuyến có rất nhiều hồ. Chúng mình tô xong chúng mình phải để khoảng độ 20 phút các bạn thì hồ của chúng mình mới khô lại được. Và đây là bức tranh hai bố con tô màu. Nhìn nhá, óng ánh kim tuyến rất đẹp nha, nhưng mà có vẻ không được đẹp, hơi nhạt. Các bạn nhớ tô màu sau đó chúng mình phủ kim tuyến bên ngoài thì sẽ đẹp hơn. Các bạn hãy nhớ nhá. chúng mình sẽ phải tô màu xong chúng mình làm cái tuyến sau các bạn nhé. Và Bố Bún Bắp cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của hai của con Bắp các bạn nhé. Bye bye. Bắp chào các bạn chưa? Bye bye nhá.